Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe sedan và ở cái hạng xe sang. Chiếc máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc xe Mercedes-Benz E200. Chiếc xe được sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2012, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 12 vạn km rồi. Chiếc xe này là chiếc xe màu nâu, màu mận chín ạ. Tôi quay trong cái lúc buổi chiều mà nó râm mát như thế này ấy, thì là cái màu nó lại rất là đen, nhìn xa như giống như màu đen ấy, nhưng thực tế là để ra nắng thì nhìn rất rõ là cái màu của nó là màu mận chín. Màu này thì rất lẫn với màu đen ạ. Nếu như mà trời phải là cực nắng, thời tiết là phải thật là tốt thì là nhìn mới rõ cái màu nâu của nó, còn không nó giống như là một màu đen ạ, nhìn rất là sang trọng ạ. Và cái màu này thì nó cũng ít thôi chứ không nhiều ở trên thị trường ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2012, đã chạy được 12 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này là chủ xe vẫn còn đang sử dụng, vẫn còn đang đi, cho nên là chúng tôi quay chiếc xe này lên đây là nó rất là bẩn và nó rất là thật đấy ạ. Chưa có made up, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa đấy gì đâu ạ. Hay quý vị và các bạn thường gọi là anh em thợ chúng tôi mông má. Nói thật là chiếc xe này là còn chưa rửa chứ chưa nói gì đến việc mông má, cho nên là cái việc xước sát ở quanh xe là rất là nhiều ạ. Và cái mẫu xe sang này thì Mercedes-Benz đã trang bị cho chiếc E200 này là cũng tương đối là đầy đủ đồ rồi ạ. Ở cái năm 2011 mà chiếc xe đã được đồ mà Mercedes đã trang bị như thế này là khá nhiều đồ đấy ạ. Từ đèn bi xê nông này, rửa đèn pha này, cho đến là đèn LED đèn gầm này, rồi cảm biến lùi này. Nói chung là đầy đủ hết đồ rồi ạ, vì là ở cái mẫu xe sang. Và đây là cái dòng xe sedan cho nên là rất là đẹp ạ và rất là dài. Quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mercedes-Benz E200 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo và mời quý vị và các bạn hãy đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là chiếc E200 nhưng chủ xe cũng đã dán lên là 300 rồi đấy ạ. Đây là dán thêm là 300 thôi chứ thực tế là chiếc xe này là E200, quý vị các bạn đừng nhầm nhé. Và AMG đây ạ, đây là do chủ xe dán lên thêm thôi chứ còn thực tế chiếc xe nó là Mercedes E200. Và động cơ là 1.8 lít ạ và số tự động. Đây là cái xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi đấy ạ. Và tất cả các thứ nó còn rất là đẹp, đẹp từng cái chi tiết từ option của xe như là đèn chữ logo còn rất là mới và đẹp. Chứ còn riêng về cái phần sơn, phần xước sát thì chiếc xe này đang xước sát rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa có sơn sẽ xi dọn dẹp gì cả vì là chủ xe vẫn đang đi. Đây là chiếc xe của anh bạn tôi cho nên anh bạn cũng muốn nhờ chúng tôi là đang bán hộ chiếc này. Vì anh bạn cũng đang trong cái lúc tìm xe khác cho nên là vẫn còn đang sử dụng. Cho nên là quý vị và các bạn muốn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể làm việc được với chính chủ đấy ạ, làm trực tiếp chính chủ xe. Đây là trang bị cái đèn bi xê nông của xe đây. Đèn bi xê nông rất là đẹp ạ. Và rửa đèn pha. Quý vị và các bạn đang đi mà bật đèn lên và bấm rửa đèn pha thì chiếc đèn pha này nó sẽ hoạt động, nó làm cho sạch luôn ạ. Vì đi trời mưa thì cái đèn nó rất là bẩn. Bẩn thì nó sẽ giảm cái ánh sáng của đèn pha đi, cho nên là hãng Mercedes-Benz đã trang bị cho chiếc xe này là cặp rửa đèn pha luôn rồi ạ. Tất cả các xe. Sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên bước vào cái phần khoang nội thất thì chúng ta cũng xem qua về cái phần cánh cửa này để cho nó xem nó còn nguyên bản hay đẹp như thế nào ạ. Đây là cái cánh cửa đấy, keo chỉ còn nguyên ạ. Bên ngoài tuy có xước sát như bên trong thì rất là đẹp ạ. Xe cũng đã được trang bị nội thất là màu kem be hay còn gọi là màu vàng ghi đấy, màu sáng đấy. Màu rất là sáng và sang trọng ạ. Và ghế này là ghế chỉnh điện rồi ạ. Ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện. Và được trang bị cái bộ ghế da này rất là cao cấp. Vô lăng của xe đây ạ. Vô lăng thì chiếc xe này chạy được 12 vạn km rồi, cho nên là cái vô lăng cần số các thứ nó cũng đúng theo mấy cái công tơ mét thôi. Tại vì là công tơ mét của Mercedes thì thường là anh em chúng tôi không tua. Và hơn nữa, chiếc xe này chủ xe đang sử dụng cho nên là chúng tôi cũng chưa có làm gì cả. Và cái dòng xe Mercedes này thì thường là không nên tua đồng hồ, vì là tua đồng hồ các thứ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phần mềm, phần điện. Riêng với cái dòng xe Đức thì chúng ta không nên tua cái đồng hồ.
vì nó rất có thể xảy ra việc lỗi của xe. Cho nên đồng hồ của nó là 12 vạn và đây là cái phần táp đi ở phía sau bên lái. Và xe cũng đã được trang bị cái rèm chắn nắng rồi, rèm chắn nắng của xe đây ạ. Đây là cái rèm chắn nắng dành cho hàng ghế ngồi phía sau, hay còn gọi là hàng ghế ông chủ đấy ạ. Rèm chắn nắng thì chúng ta có thể bỏ xuống đây này, nếu mát trời chúng ta có thể bỏ xuống, hoặc là trời nắng nóng thì chúng ta lại kéo lên cả cái rèm trước, rèm của cánh cửa, rèm hai cánh cửa hàng ghế sau, và cái kính hậu cũng được có trang bị rèm hết rồi ạ. Và là cái rèm của kính hậu thì là rèm điện, sẽ điều chỉnh điện ở bên trên ạ. Nội thất nhìn rất là đẹp, tại vì đây là cái phân khúc xe sang, cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn và cẩn thận, cho nên là cái nội thất nó mới còn được mới và đẹp như thế này đấy ạ. Tất cả còn nội thất còn rất là mới, tuy bên ngoài có xước sát theo năm tháng sử dụng, với lại hai nữa là sử dụng ở đường Hà Nội thì nó xước sát, chứ nội thất thì còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần táp lô của xe đây ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem cái táp lô, là táp vô lăng thì bọc ra. Và cũng đã vô lô, táp lô này vô lăng thì đạp bọc ra và tích hợp các phím điều khiển nữa. Đây là do tôi đang mở cái cabo với các thứ cho nên nó không hiển thị cái km lên cái đồng hồ này đấy ạ. Chứ là đồng hồ của nó là 12 vạn km rồi. Xe cũng đã được trang bị một cái màn hình hiển thị thông tin và điều hòa là điều hòa tự động. Nội thất còn rất là đẹp ạ. Và đây là cái dòng xe sang của Mercedes, cho nên là nội thất rất là đẹp, kết hợp với cái vân gỗ và toàn bộ về cái phần da, phần nhựa, chrome đều là cái phần đều được sử dụng những cái chất liệu rất là xịn, rất là sang trọng, cho nên là chiếc xe này nó rất là đẹp. Sử dụng gần 10 năm rồi. Cụ thể là đăng ký là năm 2012 thì đến nay là chiếc xe đã sử dụng 8 năm rồi. Mà chiếc xe nó vẫn còn được đẹp như thế này đấy ạ. Nội thất rất là đẹp, rất là sáng. Tất cả còn rất là mới. Chiếc xe chạy được 12 vạn km thôi, cho nên rất là mới. Đây là cái phần cốp sau của xe. Vì là chủ xe vẫn còn đang sử dụng cho nên là đồ của chủ xe vẫn còn đây ạ. Tất cả còn nguyên như chủ xe đang đi. Cho nên là tôi cứ quay lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Phần cốp xe này thì rất là rộng. Ở cái phân khúc sedan thì chiếc xe nó rất là dài, cho nên là cái cốp sau rất là rộng. Đây là cái phần nắp cốp sau ấy. Tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem qua về cái nắp cốp, để là quý vị và các bạn có thể nhận thấy được là xem là chiếc xe này có bị đâm đụng hay là cái va chạm từ phía sau hay không. Tất cả nó là đều còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe. Đây, tôi xem cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần lốp. Đây là cái tấm thảm lót chân của xe đây ạ. Thảm lót chân của chiếc xe, chủ xe này chưa dùng, còn rất là mới, còn đang để ở đằng sau đấy ạ. Chưa dùng đến cái thảm lót chân nguyên bản của xe đấy. Đây chính là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe. Tuy cái lốp sơ cua này cũng đã được chủ xe tháo xuống để sử dụng rồi, nhưng nó còn rất là đẹp ạ. Hoa lốp rất là dày dặn, tất cả còn đang rất là đẹp ạ. Đây là cái phần hốc cốp, hốc lốp sơ cua đấy ạ, rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Mercedes E200 này ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip để ủng hộ cho anh em chúng tôi quay clip lên đây để phục vụ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đây là cái phần nội thất ở phần phía sau, hàng ghế sau của chiếc xe đây ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem là nội thất thì rất là đẹp. Vì là chiếc xe này được trang bị là cái da này là da thật, da xịn đấy ạ. Cho nên là cái nội thất của nó rất là đẹp, rất là bền bỉ theo năm tháng sử dụng. Dù sử dụng là 8 năm rồi nhưng chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp và rất là sang.
Đây là cái phần táp bi bên phụ, cửa trước bên phụ đây ạ. Tất cả cũng còn đang rất là đẹp, keo chỉ này còn nguyên bản. Chiếc xe này chưa có va chạm gì cả cho nên là keo chỉ của nó còn nguyên bản hết, là chỉ có va chạm nhẹ nhàng cho nó chỉ có xước ở những cái góc ba rời sốc thôi. Bốn góc ba rời sốc thì đều đã có va chạm nhẹ nhàng cho nên nó vẫn còn xước mà chúng tôi cũng chưa làm gì cả, tất cả còn nguyên ạ. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn đấy ạ. Đây là cái phần ghế bên phụ của chiếc xe đấy ạ. Tất cả còn rất là mới và đẹp vì là chiếc xe này ở cái phân khúc hạng xe sang và được trang Mercedes trang bị lên tất cả các vật liệu để sản xuất cái chiếc xe này là đều là rất là mới, rất là đều là những cái vật liệu cao cấp cho nên là nó rất là bền. Và hơn nữa ở cái phân khúc hạng xe sang thì là chủ xe đi rất là giữ gìn, chủ xe đi rất là cẩn thận cho nên là chiếc xe nó vẫn còn đẹp như vậy. Tất cả nội thất nó còn rất là đẹp, đẹp từng chi tiết một ạ. Nếu như ở những phân khúc xe hạng A, hạng B sử dụng dịch vụ hay là những cái xe mà chủ xe có thể đi nhiều không giữ gìn thì là nó rất là xấu rồi. Vì là những cái xe ở cái phân khúc hạng A, hạng B thì là nhà sản xuất những cái vật liệu nó cũng không được cao cấp, vật liệu bình thường thôi. Mà lại chủ xe thì thường đi lại không giữ gìn thì là nó sẽ rất là nhanh xuống cấp. Còn ở cái phân khúc xe sang thì là toàn bộ là vật liệu cao cấp cho nên rất là đẹp ạ. Và đây là chiếc động cơ của chiếc xe. Mercedes-Benz đã trang bị cho chiếc E200 này là một động cơ 1.8 lít turbo. Cho nên là đi cũng rất là khỏe. 1.8 lít nếu như quý vị các bạn mà chạy con xe khác ở cái hạng A, hạng B, hạng C chẳng hạn thì là đi rất là yếu. Nhưng ở cái phần xe Mercedes thì là đã được trang bị động cơ 1.8 lít turbo cho nên là chạy rất là khỏe. Và tất cả các ốc giảm xóc đây ạ, tất cả các ốc của nó còn nguyên ạ. Chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu ạ, tất cả còn nguyên và chủ xe cũng đang sử dụng nên chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì được cho nên là cái động cơ này nó còn rất là mới, rất là sạch sẽ. Chiếc xe này rất là đẹp đấy, tất cả là còn nguyên bản hết đấy, máy móc đẹp. Đảm bảo quý vị các bạn đến xem chiếc xe này thì quý vị các bạn ưng ngay thôi ạ. Vì chiếc xe này chúng tôi chưa dọn dẹp gì cho nên là nó còn rất là bẩn, rất là thật ạ. Rất là nhiều người đi mua xe cũ là rất thích là nó chân thật như thế này ạ, không thích là nó bóng bẩy. Vì là bóng bẩy là các vị là quý vị của các bạn lại nghĩ là anh em showroom nó mông má làm đẹp lên nó mới long lanh như thế. Muốn nó chân thật thì mới biết được cái chất thật của nó giống như chị em phụ nữ ấy. Chị em phụ nữ mà make up lên thì ai cũng đẹp, nhưng nếu bỏ son phấn ra thì nó mới biết được là sự thực nó như thế nào. Đấy, tôi cũng nói vui như vậy thôi ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nếu quan tâm chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sang hạng D này rồi đấy ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.